Hello mọi người, Sơn Lâm Mộc xin chào. Và hôm nay mình sẽ giới thiệu cho mọi người một cái cây tôm vít. Cây tôm vít này mình đã giới thiệu cho mọi người một cái loại lớn hơn, nhưng mà hôm nay mình sẽ giới thiệu cho mọi người cái loại nhỏ hơn với cùng một cái cơ chế. Đây là một cây vít giúp chúng ta làm việc nhanh hơn, lên đạn nhanh hơn, xoay nhanh hơn, và đặc biệt là nó sẽ phù hợp cho những anh em sửa chữa điện tử. Cái này nó trang bị cho mình những cái đầu vít nhỏ là 2.5, 3, 4, đó là vít trừ, còn vít cộng là BH30, BH20 và BH10. Đây, cái sản phẩm này rất là hay. Thì cái sản phẩm này khi anh em xài đó là anh em chỉ cần quay qua và anh ta đẩy lên cái đầu vít lên thôi. Và ở đây nó trang bị cho mình những cái đầu vít nhỏ để anh em sửa chữa điện tử ha. Cái này thì mình nghĩ sửa chữa điện tử rất là ok luôn, tại vì với cái cán to như thế này anh em vặn sẽ rất là nhanh. Đây, mình thấy một tay mình vịn như thế này, một tay mình vặn. Đó, nhanh. Và thứ hai đó là cái lực của nó cũng rất là tốt, tại vì nó to nên là cái cán nó, cái lực của nó sẽ ok hơn. Cái phần trên này nó làm cũng rất là cứng cáp nha anh em. Đó, và chúng ta xài chúng ta cần xoay qua một cái là chúng ta đẩy cái đầu mới lên. Rồi, xoay qua, đẩy đầu mới lên. Đó, rất là hay ha. Tùy cái nhu cầu mình xài là cái đầu nào thì mình cứ chuyển qua đầu đó, nó sẽ giúp cho mình cái việc trong cái việc thay. Ví dụ mình gọi mình lấy ra mình thay, thì bây giờ mình chỉ cần mình đẩy lên thôi. Và nếu anh em muốn thay những cái đầu này thì anh em chỉ cần lấy ra giống như mình, và mình sẽ thay một cái đầu khác. Chẳng hạn như anh em tìm mua được những cái đầu này mà nó chất lượng hơn thì em cứ cần lấy vô anh em thay thôi. Đó, rất là hay ha. Nè, đó, đơn giản thôi. Những cái đầu này thì ở trên thị trường nó cũng bán đầy ha. Nếu anh em muốn mua những đầu cao cấp hơn thì anh em tìm, đến khi nào nó hư thì mình thay vô. Những anh em sắc mắc là ô bây giờ nó hư hết thì làm sao, nó hư hết thì mình thay thôi. Đó, đơn giản vậy thôi ha. Rồi, ok. Và nếu anh em muốn mua cái cây tôm vít này thì hãy đến store là một ha. Cây tôm vít 6.1 giá bán 214.000, mã là 021172, website là storelamoc.vn. Ok, địa chỉ của store là một là 234 Bình Thới, phường 10, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Siêu thị dụng cụ cầm tay số 1 Việt Nam. Tôi là Vinh, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.